Diệp Chí Văn nói hôm Dương Chính Hồng bị giết, sáng sớm leo núi làm rất móc khóa. Nhưng em hãy coi bản phân bố lượng mưa hôm đó đi. Chiều hôm đó từ 12 giờ đến 2 giờ, khu đại phố đã có một trận mưa đo được là 20 ml/giờ. Nếu như khoảng thời gian đó Diệp Chí Văn làm rất móc khóa ở lề đường, mưa lớn như vậy lẽ ra phải dính nhiều đất cát chứ. Nhưng em hãy nhìn móc khóa này đi, không có chút dấu vết đất mưa hay đất cát gì. Có nghĩa là chắc chắn sau khi cơn mưa chấm dứt, Diệp Chí Văn mới làm rớt chìa khóa ở tại hiện trường. Tức là cũng nói cho chúng ta biết Diệp Chí Văn đang nói dối. Còn nữa, hình vẽ trên móc khóa của Diệp Chí Văn và vết bầm trên mặt của Dương Chính Hồng là hoàn toàn trùng khớp. Tức là Diệp Chí Văn có liên quan đến cái chết của Dương Chính Hồng. Quy chương vàng cuộc thi kiến trúc đại truyền, em đã kêu anh Thẩm điều tra lai lịch của những người trong vụ án này. Em nhớ học lực của Diệp Chí Văn chỉ là trình độ cấp 3, sao lại có quy chương cuộc thi đại truyền chứ? Bởi vì quy chương này là của em trai Diệp Chí Văn. Em của Diệp Chí Văn tên là Diệp Chí Giản. Sau khi cậu ta đến Ba Tinh Tinh uống thuốc lắc do Dương Chính Hồng bán thì xảy ra chuyện bị xe đụng chết. Hôm qua tôi đứng bên ngoài Ba Tinh Tinh thấy Diệp Chí Văn đang đốt hàng mã. Nếu tính ngày tháng, có lẽ hôm qua là thất thứ nhất của Diệp Chí Giản. Vậy thì có đủ động cơ giết người và chứng cứ rồi, chúng ta có thể bắt người. Chuẩn bị nghe, nào, bắt đầu, thấy chưa? Giờ muốn làm gì nữa đây? Đúng là Diệp Chí Văn đã mang lại nhiều niềm vui cho mọi người, nhưng đáng tiếc. Diệp Chí Văn, mà đâu? Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ Dương Chính Hồng bị giết. Chúng tôi đã xin được khám xét, xét căn nhà của anh, mong anh hỗ trợ điều tra. Diệp Chí Văn, em qua Diệp Chí Võ cũng giành được nhiều huy chương cuộc thi phía trước lắm. Sếp cao. Sao rồi? Lớp lớp các giấy tờ của đôi giày này hình như có vết máu. Sếp cao. Sao hả? Là máu người. Diệp Chí Văn, chúng ta nghi ngờ anh giết chết Dương Chính Hồng. Bây giờ chính thức bắt giữ anh. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Làm ơn. Sếp à, tôi thật sự không có làm mà. Mọi người kiện tôi nói đi. Sao lại bắt tôi chứ? Nè. Sao vậy? Nhân sĩ của cậu ta tái thoát rồi. Gọi cấp cứu. Bác sĩ, bây giờ tình trạng của Diệp Chí Văn thế nào? Chỉ là bệnh suyễn, chúng tôi đã dùng thuốc hết và thuốc uống cho anh ta, tình trạng đã ổn định lại. Tôi có thể hỏi cung anh ta được không? Cũng được. Cảm ơn bác sĩ. Madam Lương, tôi có thể theo cô vào không? Tôi thật sự rất muốn biết Dương Chính Hồng đã chết như thế nào. Diệp Chí Văn, có phải anh đã giết Dương Chính Hồng không? Anh không muốn nhận cũng vô ích. Chúng tôi đã xét nghiệm được lớp đất dưới đế giày của anh trùng khớp với lớp đất nơi Dương Chính Hồng bị giết. Và lớp đất đó có dính máu của Dương Chính Hồng, cũng chứng tỏ là lúc Dương Chính Hồng chảy máu đến chết, anh đã từng dẫm lên vết máu đó. Lúc đó anh đứng bên cạnh anh ta. Anh làm sao giải thích anh có mặt ở hiện trường gây án, trừ khi anh có ý đi tìm Dương Chính Hồng? Tại sao? Bởi vì anh tìm anh ta để trả thù cho em của anh. Tiếp diện ra bà Tư Tinh đã nói em của anh đã uống thuốc lắc của Dương Chính Hồng và xảy ra chuyện. Cho nên anh khẳng định Dương Chính Hồng đã hại chết em của anh. Anh ôm hận trong lòng, tìm cơ hội giết chết anh ta. Tôi không có giết anh ta. Anh ta đã hại chết em của tôi thôi. Cô có biết em tôi rất quan trọng đối với tôi không? Ba má tôi đã qua đời lâu rồi, còn lại anh em tôi nương tựa lẫn nhau. Tôi chưa tốt nghiệp trung học đã phải ra ngoài kiếm tiền nuôi nó. Em tôi học giỏi lắm, năm nào cũng đứng ba hạng đầu, giành nhiều giải thưởng. Nó còn rất tốt với người anh này. Anh hai, anh không sao chứ? Anh hai uống nước đi. Cảm ơn em. Em à, cũng may là em về kịp. Anh hai à, anh bị xuyễn đi làm cực khổ quá. Tặng cho anh nè. Em nhìn được huy chương vàng của thi thiết kế kiến trúc đại truyền đó. Cuối cùng em đã giành được rồi sao? Khó khăn lắm em mới giành được giải thưởng này. Vinh dự này phải thuộc về em. Anh cứ giữ đi. Nếu không nhờ anh bao năm qua đi làm nuôi em,
em làm sao tập trung học hành và nhiều giải thưởng được chứ? Cho nên vinh dự này tất cả đều thuộc về anh đó. Còn nữa, đợi sau khi em tốt nghiệp đại học, em sẽ ra ngoài cố gắng làm việc, em nuôi lại anh, vậy thì anh khỏi phải làm tới bệnh nữa. Em của tôi thật sự là một thanh niên rất có tương lai. Nó mới tốt nghiệp đại học thôi đã có công ty lớn mời nó, tương lai sáng lạng vô cùng. Nhưng chỉ vì mấy viên thuốc lắc của tên khốn đó đã hại nó. Vì vậy anh cho rằng Dương Chính Hồng đã hại chết cậu ta, anh phải trả thù cho em của mình nên giết chết anh ta. Tôi không có. Đúng là tôi rất đau lòng. Tôi có đến ba Thinh Tinh để hỏi thăm, biết tên khốn đó đã hại chết em của tôi. Nhưng khi tôi tới đó, không ngờ hắn vẫn tiếp tục bán thuốc lắc. Lúc đó tôi giận lắm, vì vậy tôi đã tìm đủ mọi cách lần theo địa chỉ của hắn đi chửi hắn. Ai ngờ tôi lại phát hiện hắn đang nuốt từng gói thuốc lắc để vận chuyển. Nè anh điên sao? Anh là ai vậy? Anh Bạc, tôi không biết anh có phải nhìn làm người không? Nhìn làm người hả? Anh đã hại chết em của tôi, còn bán thuốc lắc ở đây. Bây giờ tôi sẽ đi báo cảnh sát. Mày dám báo? Tôi muốn báo cảnh sát. Ai ngờ hắn đánh lại, hắn muốn giết tôi diệt khẩu. Nhưng tôi đánh không lại hắn nên anh bỏ chạy. Lần trước tôi có nói với cô, tôi té bị thương. Thật ra tôi bị Dương Chính Hồng đánh thì đúng hơn. Vậy trên mặt của Dương Chính Hồng có vết thương do móc khóa của anh gây ra, anh làm sao giải thích? Dương Chính Hồng nhất định đuổi bám theo tôi. Khi tôi chạy tới gần sân đánh trận, hắn đã đánh tôi, đến nỗi móc khóa của tôi rớt mất tôi cũng không biết. Lúc đó tôi đã chạy vào khu rừng, nhưng hắn cũng tức giận tiếp tục đuổi theo tôi. Tôi không có giết hắn, tại hắn nhất định bám theo tôi không tha thôi. Rồi hắn sơ ý lăn xuống sườn núi, đụng vào bầy thú bị kẹt chết, hoàn toàn là do tai nạn. Tôi không có kế hoạch, tôi không có ý giết hắn. Anh nói dối. Anh có âm mưu cố ý giết chết Dương Chính Hồng